Huawei i9 2019, Nokia 5.1 Plus, hai chiếc máy hiện tại đang có cùng tầm giá với nhau và đây không phải là những chiếc máy chạy Snapdragon. Vậy thì các bạn chơi game sẽ có cái khả năng, hiệu năng như thế nào? Chúng ta hãy cùng làm rõ trong 30 phút gaming số thứ 12. Bắt đầu. Trước khi bắt đầu video thì các bạn hãy giúp mình một việc, đó là các bạn hãy bấm subscribe và bấm chuông cho kênh YouTube Relab để không bỏ lỡ bất kỳ một video về series 30 phút gaming nào nhé. Và bởi vì hai chiếc máy này đang có tầm giá rất là tốt, nó chỉ hơn 4 triệu một chút mà thôi. Và với chiếc 5.1 Plus của Nokia, các bạn sẽ có Helio MediaTek P60. Còn với chiếc i9 thì các bạn sẽ có chip là Kirin 710. Thế nên mình nghĩ là đây sẽ là hai đối thủ đáng gờm để đánh bại lại rất nhiều những chiếc điện thoại khác đến từ Trung Quốc đang chạy những con chip của Snapdragon. Và chúng ta hãy cùng làm 30 phút gaming trong cái nhiệt độ phòng là khoảng 25-26 độ nhá. Let's go. Ok, như vậy là mình đã tăng mắc loa này, để mắc sáng này, tắt hết tất cả kết nối linh tinh. Và đó, coi như là không còn tiết kết nối gì nữa luôn. Và chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt để xem rằng là chắc chắn rằng chúng ta đã bật cái chế độ hình ảnh lên cao nhất này. Tất cả những cái chế độ linh tinh về đồ họa đều bật lên. Và chúng ta cùng bắt đầu tựa game Asphalt 9 chúng ta ngày hôm nay. Với PUBG Mobile thì mình cũng sẽ check vào cái phần graphic và các bạn có thể thấy là mắc về cái đồ họa chúng ta sẽ lên là HD và tốc độ không hình của chúng ta sẽ là cao thôi. Mình sẽ bật tắt giảm giao cưa. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong bài 30 phút gaming giữa hai chiếc điện thoại là Huawei i9 2019 và chiếc Nokia 5.1 Plus. Lần trước thì mình cũng đã có thử một bài kiểu như là test về 30 phút gaming giữa Nova 3i và con Oppo F9 ý. Ở chiếc Nova 3i cũng là con chip Kirin 710 và chiếc Oppo F9 cũng là con chip P60. Thì trong cái bài test đó thì mình thấy kết quả lại thiên hẳn về chiếc Oppo F9. Tuy nhiên thì trong kết quả ngày hôm nay thì chúng ta lại có một vài cái điểm khác biệt. Và mình nghĩ rằng cái điểm khác biệt này không hề nhỏ đâu. Vì sao? Các bạn hãy cùng đánh giá theo 4 tiêu chí. Tiêu chí đầu tiên mà mình đưa ra đó là cái khả năng thể hiện đồ họa của hai sản phẩm này. Với tựa game PUBG Mobile thì các bạn có thể thấy là hai chiếc điện thoại thể hiện đồ họa tương đồng với nhau. Màu sắc rồi là hình ảnh cũng khá là đẹp. Và cái FPS nó không quá cao nhưng mà ít nhất là nó vẫn chưa ổn định. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy là Nokia 5.1 Plus tối ưu cái tựa game Asphalt 9 rất là tệ. Tốc độ không hình rất kém và mỗi khi các bạn xoay xe, mỗi khi bắt đầu màn đua cũng như là có những hiệu ứng bắn nước rồi là mưa tuôn các thứ thì nó giật một cách kinh khủng luôn. Và một cái điểm mà mình rất thích ở chiếc i9 này đó chính là cái khả năng tối ưu con chip 710 nó đã tiến bộ hơn rất là nhiều so với con chip 710 tương đồng ở trên chiếc Nova 3i. Và các bạn có thể thấy cái màn chơi PUBG Mobile của mình nó diễn ra rất là êm đẹp. Thế nên là trong tiêu chí đầu tiên mình chấm cái chiếc i9 chúng ta thắng. Thứ hai đó là về trải nghiệm của người dùng khi mà các bạn cầm chiếc máy lên chơi game. Thì mình lại thích cái chiếc i9 hơn. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ có màn hình to hơn, độ sáng màn hình lớn hơn theo như cái thiết bị chuyên dụng đo được của Relab. Và có một điểm nữa mình khá là thích đó là mặc dù cái chiếc Nokia 5.1 Plus của chúng ta có cái độ lớn của loa âm lượng to hơn, tuy nhiên là cái chất âm ở trên chiếc Nokia 5.1 Plus là theo mình đánh giá là không tốt. Nó hơi có cảm giác chói tai. Cái chiếc i9 này thì cái độ lớn của loa nó không quá cao được như cái chiếc 5.1 Plus, nhưng mà những cái giải bass hay là giải treble được thể hiện tốt hơn. Thế nên là các bạn sẽ có được một cái cảm giác về trải nghiệm âm thanh nó êm tai hơn. Vậy thì trong cái tiêu chí thứ hai, với lợi thế vượt trội về màn hình, về âm thanh thì mình lại chấm cái chiếc i9 chúng ta thắng một lần nữa.
Cái điểm các bạn cần quan tâm thứ ba đó chính là về nhiệt độ. Thì các bạn sẽ thấy rằng chiếc Nokia 5.1 Plus của chúng ta sẽ mát hơn một chút. Ở phía mặt trước, sau khi mà mình chơi game 3 phút thì chiếc i9 sẽ có nhiệt độ là hơn 44 độ, còn chiếc 5.1 sẽ chỉ hơn 42 độ mà thôi. Và cái chiếc 5.1 có một điểm yếu hơn nhiều, đó là cái phần cằm nó nóng kinh khủng, lên đến hơn 45 độ, còn cái chiếc i9 nó lại mát hơn. Ở phía mặt sau thì chiếc i9 chúng ta sẽ lên đến khoảng 46 độ, trong khi cái chiếc 5.1 Plus sẽ mát hơn một chút, đó là 44 độ hơn. Như mình đã nói rồi, hơn một chút cũng là hơn. Thế nên là trong cái tiêu chí này về nhiệt độ thì mình vẫn chấm cái chiếc 5.1 chúng ta nhỉnh hơn, bởi vì chúng ta sẽ có được một cái nhiệt độ mát hơn trong quá trình các bạn chơi game. Cuối cùng đó là về thời lượng pin, thì các bạn chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ biết được rằng là chiếc điện thoại nào chiến thắng rồi, khi mà chiếc i9 chúng ta có đến 4.000 mAh cơ, trong khi cái chiếc Nokia 5.1 Plus chỉ có hơn 3.000 mAh thôi. Chiếc i9 của chúng ta càng về 100% thì nó tối ưu cái dung lượng pin tốt hơn. Sau 3 phút mình chơi game nó chỉ tụt có 8%, còn cái chiếc 5.1 Plus thì sau 3 phút chơi game mình tụt còn 87% thôi. Thì các bạn cũng thấy là con số này nó chênh nhau khá là nhiều. Vậy nên là trong cái kèo cuối cùng về thời lượng pin, mình chấm chiếc i9 thắng. Như vậy là chúng ta đã đi qua 4 cái tiêu chí mà mình đã đưa ra trong bài 3 phút gaming. Thì các bạn có thể thấy rằng là chiếc i9 chúng ta thắng 3 và thua 1. Mình nghĩ rằng là với cái tầm giá 4 triệu các bạn bỏ ra, không cần phải sở hữu những con chip đến từ Qualcomm, các bạn vẫn có được những cảm giác chơi game rất là tốt rồi. Vậy thì các bạn có thích chiếc i9 hay chiếc Nokia 5.1 Plus hay không, thì đừng quên để lại ý kiến comment phía bên dưới. Mình rất mong được nhận lại những cái lời đóng góp cũng như là câu hỏi của các bạn. Cái chiếc máy hiện tại đều đang được bán ở Hoàng Hà Mobile. Các bạn quan tâm đến một trong hai chiếc thì có thể truy cập vào ngay đường link ở dưới đây. Hiện tại thì chúng ta đã có rất nhiều những cái phần ưu đãi. Còn bây giờ, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay, các bạn có thể bấm subscribe và bấm chuông cho kênh YouTube của Relab để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại. Huawei i9 2019.